dây đỏ cát tường, bảo đảm bình an. Nhiều người cho rằng phát triển sự nghiệp lấy công việc làm trọng tâm nên phong thủy phòng làm việc tốt là cứ phải trưng đồ vượng tài, vượng lộc. Điều đó không sai nhưng chưa đủ, con người mới là trung tâm, sự nghiệp muốn vững thì con người cần mạnh khỏe bình an. Dây đỏ cát tường là vật phẩm phong thủy may mắn có ý nghĩa cầu phúc, tăng thêm sự che chở đồng thời cũng là một loại đồ vật vượng tài, vượng nhân duyên. Dùng dây đỏ kết thành các vật trang trí không những đẹp mà còn giúp cải thiện phong thủy, đuổi sạch xui xẻo và có lợi cho chủ nhân. Một điểm không ngờ nữa là treo dây đỏ ở nơi làm việc giúp chủ nhân dễ đàm phán, có ưu thế trong quá trình đàm phán, đảm bảo tài chính của bản thân cũng như công ty. Vì dây kết cát tường có ý vượng nhân duyên nên ông chủ sẽ gặp quý nhân, được người khác yêu mến, có ấn tượng tốt mà hợp tác hành thông hơn.